Xin chào các bạn. Hiện giờ mình đang ở đường ở bản Cang, xã Pi Tong mọi người, huyện Mường La. Đây biển báo ranh giới của xã. Nên mình vào trong bản Cang có anh ở trong này mời vào nhà ăn cơm. Đây vào đây còn 200m nữa. Mời mọi người theo chân mình vào thăm nhà ông anh của mình nhé. Bây giờ thì đang chờ chuyển tối mọi người. Bên kia đường dây 500 kV. Và bây giờ mình đến nhà bác rồi mọi người ạ. Đây nhà sàn rồi. Bé này nó cứ cầm. Rồi bác ấy có con ngan rồi. Và đây là nồi thịt mèo tiểu hổ mọi người ạ. Hôm nay vào bác thịt con ngan, con mèo đen. Thịt mèo này mình sẽ chế biến món giả cầy. Đây trên bếp này, đây cái nồi ngan đang luộc mọi người nhá. Chỉ ngan bản đây, nhìn thịt vàng đẹp luôn. Đậu hùng lại nữa. Còn đây là cái vỉ nướng để tí làm nhân đánh thích canh. Xong vào cũng muộn, lúc làm thịt thì chẳng quay được. Đây nhà sàn nhà bác đây. Cái sàn là nát gỗ này. Rồi ba thịt cành ngan này, tí băm nhân xong rồi đánh tiết mọi người nhé. Mình sẽ tập trung vào làm cái món này. Nhà sàn là bếp, xong là bên nhà nghỉ luôn ở bên cạnh mọi người nhé. Đấy, theo phong tục người Thái thì người ta hay làm bếp nhà ở gần nhau luôn. Vào đây rồi rượu mận bắt đầu sôi mọi người này. Mặn bây giờ cầy thì cứ chín là xoa xuống rồi mình sẽ cho thêm vào má rồi. Và món ăn thì mỗi nơi làm một kiểu tùy theo sở thích từng nơi mọi người nhé, ai ăn uống kiểu gì nó hợp khẩu vị. Mình ăn được ở đấy thôi, cũng không phải bắt buộc cho mọi người. Mình rau má đây, một rổ rau má tí mình sẽ thái cắt khúc xong rồi cho vào nồi rượu mặn kìa. Mình ngan này chắc là lúc nữa là được rồi. Đun bếp củi thì hơi khói một tí, mình đợi lại tí nữa. Đây, đây là giường ngủ đây mọi người nhé. Đây một dãy là 4 giường ngủ này. Đời ông bà này, bố mẹ này. Xong đến giường các con này. Alo. Thế sao? Đây bây giờ mình sẽ vớt ngan nhá mọi người này. Ok.
lái vừa vớt ngan đi. Đây mọi người nhìn đây, ngon chưa? Thêm nước và có kén. Ừ. Ăn mừng vụ mùa hôm nay được mùa. Đây là thịt một con ngan. Một con mèo. Ăn mừng được nhiều thóc, nhiều lúa. Này, nóng. Để đây tôi tí nó nguội xong rồi chặt mọi người nhé. Mình xem cái nồi tiểu hổ này. Xôi này đun nhừ tí cũng được. Chưa thử xem là mặn hay nhạt như là giang giả không. Mình sẽ thử miếng lòng mèo. Lòng giòn quá. Ok vừa. Và đây nồi tiểu hổ đã được trộn rau má, mình cho sướng mọi người nhá. Ai mà có thích học kinh nghiệm làm thịt mèo tiểu hổ, muốn học hỏi kinh nghiệm làm theo kiểu mình thì vào comment nha, mình sẽ truyền đạt lại cho. Đấy, mọi người nhìn ngon không? Ok. Quay tí nữa, tí thằng cu em đang ở chặt thịt ngan mọi người nhá. Không thấy hạt rồi à? Đây là mề gà, mề ngan, dầu nhà kho lo nhà bếp, phải thử trước. Con ngan già. Đây, canh được múc rồi nha, cho rau muống vào nước luộc ngan mọi người nhé. Đây, món tiểu hổ bây giờ đã được lên đĩa mọi người nhé. Cái đĩa này cũng lâu đời phết rồi đấy nhỉ. Nó cũng có tuổi rồi đấy. Ba đĩa này không hết được nhỉ. Con mèo nó to. Để nguyên đây. Chú băm nhân đánh cái canh.
con trai người Thái trên này ai cũng giỏi nấu ăn. Tỏi trên này là cứ túm từng sâu kìa, rồi để khô dần dần. Người xem con này nhìn chất nhỉ, tròn nhỉ. Không biết là nó rụng đầu mất một bi đấy em nhỉ. Ui kiểu này không được rồi. Quay trước quay sau mất một bi. Rồi anh làm phát nữa rồi cho nó đi theo. Ôi ngon quá. Em cái kia còn đang dọn dẹp xong rồi đặt xếp đĩa. Mâm bây giờ đã được bày thức ăn, đồ ăn, thứ uống lên đầy đủ rồi nhá. Mì em lê đấy. Đặt hai mâm rồi. Đây này một mâm nữa này. Đây là món rau thối nhá, người Thái mọi người nhá. Thịt Nga luộc. Thịt mèo đây. Tiết canh thì cũng đông đẹp này. Mời mọi người ăn cơm cùng anh em tôi nhá. Đây anh Thuận Châu, hay còn gọi là anh Châu Đen, ở bản Cang. Miêu à bom toàn nó sáng tắt ông rồi. Quay tin nhau rồi. Chảo gân ngon ngàn gì. Máu là tôi vừa đi bao kỹ năng đi đâu. Thôi rồi nha. Đang mọi người ăn cơm cùng anh em mình nhá. Nào, chúc khỏe bác nhá. Ăn nhá. Chúc khỏe nhá. Ăn được nhiều may mắn nhá. Công đăng này xỉ nữa. Mời anh em nữa, cả lẩu. Chén chủ nhà chén to nhất này. Gọi ông cho đen không phải dung đen đâu nhá. Dung bình thường nhá. Màu không màu chứ. Ôi cùng màu lắm. Màu kia đi. Và đi đấy tí. Anh Dung vẫn sáng hơn một tí. Ôi giời ơi, như nhau thôi. Vẫn sáng hơn một tí. Uống rượu xong rồi làm món thịt mèo đang nóng ăn ngon. Đấy đây. Rồi mời anh em ăn món tiêu hổ. Con này nuôi lâu chưa anh Dung? Nuôi lâu chưa? Chưa được một năm đâu quá. To hết nhỉ? Đúng, cái này nó tự ăn, anh nói nó tự ăn mà. Em mời chủ nhà chén nào. Chú khỏe bác nhá. Cảm ơn bác, hôm nay cho ăn con ngan chết, con mèo chết.
Nói thôi mọi người, nó không chết thì nó không thể nằm trên mâm được đấy. Ngày mai gặp nữa nha. Mai có việc vậy. Hoàng Hán đâu? Áo lên mày. Dạ Hán. Ok Hoàng Hán đâu? Ừ, sẽ làm miếng thịt ngan để cánh ngan này, món chẩm chéo này là hạt dổi này, tỏi này, ớt này, và muối này. Tạm mãi chảo chân mất tiền tỏi cũng mang hàng muốn kiên núi bây giờ còn ăn mất thăng nhóm nó không ăn có mía hơn hơn quả chân là chắc thì đấy. Cái béo bơ mà lại mà bên kín cái này. Cứ lại nhà mình cả bên xuất hiện cái đây trên quấy. Con cứ nó bị hiện ra đây là đội thân côn của bản Cang. Đây. Tần rượu thôi, ai bảo tần côn. Ai lắng mất nó tụi mày. Đây. Làm đi. Đang nói cơm này. Mà làm là ta đánh. Oh, chứ là chúc cắn các cái phăng từ nhỏ à gần trăm chiêng mà hiện bờ hiện từ nu đen nó đi hơn này mà cũng chẳng mất tiền. Mà máu là tăng đi mẹ. Chúc đâu đấy? Thế mà thêm một thành viên người nhỉ? Mất là à chuyện gì à gì đâu mất chưa mẹ phải bóc cái tôi đấy chẳng này nhím đấy ngủ đấy bay hả anh em bộ hao ấy gì toàn là phật ủng hộ vẫn là mất đâu nhà sao chỉ ăn từ ăn này nguyên này mất làm đấy người làm nghe đấy làm lông mất làm lông mời nghe hết mới nói đấy các chị em cũng lưu ý hết nha. Thôi mấy chị em bên này thì uống rượu uống như uống nước rồi mọi người. Căng luôn sao mượn. Bà ơi bà chủ nhà chung được đâu. Không được đâu uống đi bà ơi. Uống đi chị ơi. Ai làm hàng à? Rồi, thế là hàng thì bye bye luôn đi. Ai làm ăn thế mất khách lắm đấy. Ôi trời mất khách đấy. Mai lên tivi rồi mọi người cười chứ. Đây. Mà chị mình đi. Đây. Đây được chứ. Nói chuẩn không? Tin mèo. Không, tài của đây. Bóng nhìn lạ mẹ em. Kéo. Mèo thế hả bà? Bà bóng kéo của nó. Bóng mèo nó bỏ mèo. Bóng tay nó bỏ. Tay nó bỏ. Mình sẽ làm bên xôi. Cái mình ăn này kìa. Mình ăn này kìa. Nó tay kéo nó. Nếp mới. Cái nó cũng bấm mà má nó chủ hai đó chứ đừng. Thì được lắm. Nó tê thì cũng khẽ cho đá rua hạ các bạn đang diệt đánh hở lên chưa kìa. Chủ hai à? Cần cần một khẽ cũng chứ cần bấm theo các bạn khẽ. Ố khẽ mới ngâm nhắc đuổi liên tục nữa. Nào xin được mời mấy chị em bên này chén rượu nào. Em mời tiếng nha. Kéo hết nó là quán đường. Từ đã tôi mời trước cả tất cả mấy chị em nào. Kéo hết nó là kiếm một cái ngàn cái nó. Ai hối? Lan khẽ nó. Chúc cả nhá. Ngan thì em hết rồi em. Ăn thịt con kinh đi. Hả? Nhanh. Ờ, lúa hả thôi, khi mua khi ngan thì mới chưa quay bé. Đúng chưa đây, ăn thịt con kinh đi. Tao chưa vào nhà mày ăn thịt ngan, bữa nào mà thằng chồng mày khai là bán hết ngan rồi. Ôi, hôm qua, thằng bạn chưa dậy đâu, nó bán hết rồi. Nó chết dịch, nó chết dịch, mà làm béo thì bán được 1 ngàn nào đâu. Thằng chưa dậy đâu, nó bán hết 4 con hôm thằng chồng nó bảo nó bán rồi. Rồi tháng sau, kén ham để diễn lên. Nó cười áo rồi. Cười áo rồi. Cho tên một tí nữa đi. Quay nào, chúc các em nhé. Nhà em gặt xong hết chưa? Xong hết rồi. Được mấy chục bao thông? Được mấy? Được hai mươi mấy? Hai bao. Hai mươi mấy bao anh? Hai mấy bao? Thế tí anh về qua tặng anh bao về anh lấy cám à lấy thóc cho chim cù ăn. Bà chú chuyện ăn được tóc nếp thì bà tháo cho em một bao. Không xin một bao đâu cho. Xin một bao thì cho một nắm. Cho một ít thôi, cho chim ăn thôi. Nào rót rượu vào xong rồi mấy chị em mình nào rót cho em ấy. Chim bồ câu hay là chim chim cu.
Hảo Hát nhá, chúc khỏe bác nhá. Sao mà tôi sang rồi chúc các bà cứ uống riêng cho tôi này, tôi say rồi tôi làm sao tôi chúc các bà nữa. Muốn lên TV mà. Muốn lên chưa đi? Đẹp trai quá. Đẹp trai đào trọc. Đâu trọc. Say đấy. Mắt nó quay. Ê, cái chủ nhà ấy không được đâu. Không nói ai cũng biết mà. Nhanh nhá. Vơ va vơ vị. Nhanh. Phòng vay là không có phòng. Sau vần đào đi cái gì. Ê, nào mấy chị em nhà mình rồi, góp theo đây. Mời mấy chị em chén nào. Nào, chúc khỏe nhá. Hảo Hán ư. Cạn chén nhá. Ai xiên, nhanh. Chúc khỏe bác nhá. Chúc khỏe cô. Vâng nào nào. Chúc khỏe. Chúc khỏe ăn nhá, bà chủ nhá. Chủ hương nhá. Chúc khỏe ăn nhá. Trẻ mãi không già nhá. Bảo tôi muốn bên gấp lẩu con. Vâng, cảm ơn. Mất kịp anh bạn ơi. Như méo cái như cái. Mình mời ông anh Châu, anh từ đánh Châu ra đánh đen rồi, mình gọi anh Châu đen rồi. Cái này nó phun hơi ướt đấy. Ông ra ông đen rồi, gọi Châu đen thôi mà. Mắt nó phải xanh lên mà. Khoa, nó cho ông như vậy, em đứng đi hên. Ngu quá lì. Giúp cô đen đi không nhỉ? Bên màu ơi, màu phun hơi ướt như vậy. Trước nam có phun nam có bài cũng nam nào cho nam lo cho nó nam lo cái nào ừ tao làm có phun có nhà để có khẩu đi có cài đâu đen cả rồi đấy chúc nhá. Người có chị chúc rượu của mình nhé. Chúc khỏe bác nhé. Rau má mua ngoài chợ. Có cả nhà đi làm đấy. Miếng bể chúng tôi đi chịu. Chúc khỏe bác nhé. Nhông cái bể in đấy, đúng quần đấy, in tảnh quay này. Chúc khỏe nhá. Nào, chúc khỏe nhá. Chúc khỏe may mắn nhá. Trước cũng nghĩ ngợi quá nên hát có hai bài mà rông lốc rồi nó thổi bay hết phong giảm đám cưới của cháu thì nghĩ mà. Mà bây giờ mình có tai có tóc có tiếng thì thổi phong đen á. Em hát xong rồi mới thổi đi ra đây. Không có gì đâu. Anh ấy hát có hai bài đám cưới Hà Bản đấy, anh ấy hát hai bài. Nếu cái mưa gọi gió mà. Đấy là mưa trần, mưa trần. Chắc là ăn ở nào chứ. Nhà Hùng Dung mình cũng hát mà nó có thấy gì đâu. Hát một bài nữa. Bắt tay đấy. Hát một bài nhưng mà tự tiên chưa nghe tới. Nhưng mà có được cát xê đâu. Hay cũng có bà, nó cũng có chiếc váy đó. Bao sư đây, cũng có ba sư đấy. Ờ kéo nổi mà. Bà nào. Mình mời ông bạn mình chén. Chúc chúc mấy bạn nhá. Cuối năm nay cưới nhá. Lấy về chưa? Hôm nào cưới vợ mời nhau uống rượu nhá. Nào. Anh em đâu rồi? Đúng rồi. Chưa, không nghĩ đâu mà. Có chứ màu cần nhung đâu. Có sự huấn nói bánh tao đâu có cháu. Bác cháu. Thế này năm mấy tuổi ấy nhỉ? Mấy bay nào sóc bí. Năm sóc bí à? Em nói bác cầm tàu lão ăn sớm rồi. Phải nó mát, phải nó mát. Ngáo mùi ràng, tóc tem mà tỏi mà đấy nào. Bay chứ mì quần nó có sẵn. Thằng có chút đủ cả là bánh bay này. Thằng kia. Ô, bên bao rồi, bên đây rồi.
bên kia hai để cho đưa cho mày đi mày cho mày đã chạm đâu mày uống nha chà pi mà chạm qua lại xí xíp à xí xíp à pi tao đấy chúng mày hơi lớn quá nó nào bóng cười không ha ôi giờ phải là cụ tả anh tôi mày bi đừng có ai mà tả mấy thằng mày bi đừng cái đi ít thằng mày tả khâu rồi pháp muốn mau mua sao mất chi mà chơi sao các phải chơi mà kể mày đi nghe ơi bỏ mày tay nè mưa mà kìm nên tao muốn nghe chuyện đánh nè ê hổ tả gì tả cho mau ú tả lắc đầu hốt rồi ngon mét mất lẹp nó chính tả đấy hả cứ thế là kính ngủ lên nó cứ thế này xong phân là ngân xong phân à bạn con tay ông ăn ngân con tay tôi à đây đi tả ta đi cái bên tả con tay tôi sẽ mà tả tôi này con quả nữa bạn con quả tay tôi này nó bốn mày đi mày thấy tôi ai thấy chứ nó chứ không có hồng xe chứ này nhìn mình bấm mà sao quả tăng quả lắm mày đúng to các bạn mày xin là nhìn ta phố mình hạ bên kia đây là con mà đến mất hạ bên kia bằng mùn nó nằm trên nó mưa nó chạy xuyên mà cái gì mà lòng của các bạn em rõ cho anh nhiều đi cái nhà mày hạ đời của các anh hết mất tiền mất tiền vàng mà nó không nhớ cũng có bao nhiêu anh mất gấp bốn mất kia nè chứ có ao hết ao nó mất kia vậy là lúc chú à biết chú này chỉ là ban họ đi con nào hết kia mất tao khảo còn nữa để cho con cái nào lại đi mày sáng ra đắt quá con nào mà chịu chứ là mất tả vẫn mất mua vậy mua mà mang nhân đi đâu không nào à mình mà ba mất dài con sóng mưa ta cái bữa tủ này mất cái giấy con sóng mưa nó lọt ôi hùng ấy bảo nó chưa bên ngoài dù qua thế này vậy gần ai cũng cầu hút to là lòng nhìn chứ phải cô nhá à thế phải chỉ lẩu cái má nó cái gì tên chứ có khẩu đấy nọ mọi người hôm nay chính xác là mình ăn món canh tiết tiết canh mọi người nhá khăm máy đó ngủ một chai cái canh ấy đẹp quá rồi em nhớ ngủ một chai mình chơi nhiều phá khải của chị muôn gì đó ngon quá nghe, ngon. Hết ngon được lâu lâu ăn ma nó. Ơ nè mày. Rất thơm ngon. Nắng rồi chậm lo, chậm. Ơ nắng cái này. Khắp em đơ, khắp một trái cái đi. Cái hải gì? À đây nó hành hải đây. Ta hai cái làm lo hai cái làm lo tao cũng cứ đi lo na nhỉ cái sao mà nó bay nó ăn nó này nó tụ cả năm bốn cái nó 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 ถ้าผู้ไปได้หมื่นจะไปกว่าพวกเราตื่นอยู่ก็หาไปโซโซจิน่ะดิก็หาผู้ไปผู้ขำกันมาเฉยมันก็กล้าไปบ้านแท้กว่าเออไปประชวนมันหรอเอาดิลุงจิ้งขึ้นเรือน่ะมันตายแล้วนอนมาแต่เพเรียวเสียให้ลุงจิ้งสั่งนี่สั่งก็ไม่ปูมันจะที่ไปบ้านจิ้งบอกไปชงเจืองไม่ก็ต้องจะมาเอาเขาจิ้งไปไปตามบอกขำมามาปูก็ขึ้นเนาะเอาไหมเอาเอ็มเชื่อยังไงดูเจ้าน่ะเจ้าน่ะไอ้ผู้หาเจ้มือจีจู้เงือนไอ้ดีจางกันเด็กจีไหมดึงอ่ะก้องเขาเถอะโลชิเม็ดเลยดึง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 chú thay thêm đệ mày vì đừng có bị bắt ta bắt mà vì đóng đinh vào lạc giỏi bây giờ cháu này nó xin thằng con loại thằng đâm nữa bà áo cũ là cũ sử vốn chí mà lòng được thì nói lá cũng cái bài thân là bà mừng bà hên họ chơi họ cũng kinh ngay họ cũng kinh ngay thì toại mừng bà mi họ cháu nào là bị kiểu năng phú chơi mà đi phải đi ăn phục tùng vệ sinh nhà để sinh sống nữa. Một số chiến sĩ cũng ra đi tìm đường cứu nước rồi. Xong rồi một số chị em cũng trở về quê hương mọi người. Mình cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo của Thanh Nguyên TV nhé. Thân ái chào các bạn.